thực sự với anh em bây giờ nó cũng kiểu như là cuối mùa chim đấy, nên là mình cũng ngại đi tìm lắm anh em ạ, thực sự như vậy. Hôm nay thì mình sẽ quay cho anh em xem vài tổ chim nữa, nhưng mà tùy đợi tình hình xem như nào, chứ mưa này mình cũng ngại đi nữa anh em ạ. Đó, tổ chim này thì mình chỉ quay thôi chứ mình không bắt đâu anh em ạ, mình cứ đá tổ chim thôi. Bây giờ thì thực sự là chim mình cũng không muốn nuôi nhiều nữa, tại vì nhiều anh em cũng bảo là con chim có tổ như ta có nhà tốt nhất là không nên bắt nhiều, bắt nhiều nó lại mang tội đấy anh em. Thực sự là mình cũng thấy vậy, nó mang nghiệp vào người đấy, nên là mình sẽ quyết định là thôi anh em nhá. Ở quanh quanh đây thì mình phát hiện ra có một tổ chim non, mình nghe tiếng kêu nhưng mà mình lại không nhìn thấy tổ đâu. Thôi mình cứ cạ đã, bây giờ mình đã tìm đường mình nhảy vào đây đã anh em ạ. Nói chung mình rào kín rồi, không vào được rồi anh em ạ, khó quá không vào được luôn, không vào được trong đây. Trong đây có tổ chim nó nằm ở cái cây nào đấy, bây giờ mình nhảy tường vào cũng không vào được chứ anh em. Nhìn này, rào kín mít luôn, không vào được trong đây rồi, khó quá. Chẳng nghĩa là gọi bác mình ra để mở chìa khóa lại hơi ngại đúng không? Nếu mà bây giờ mình lại bảo trong đây là có tổ chim nhưng mà mình không quay được cho anh em xem thì anh em lại bảo mình bốc phép, mình bắt buộc mình phải tìm đường để mình chui đấy đã. Ui rào kín mít luôn, ui rào này vào không ra rồi chứ, rào vào không ra nữa anh em ạ. Cái chỗ chuyến săn chim này hơi vất vả ấy, để vào đây là không ra được luôn. Đây, tổ chim chắc là một khu kia hay khu nào ấy, mình quên rồi, để tí mình làm kiểm tra đã. Nhưng mà vào đây thì chắc chắn lại không ra được rồi nhỉ, trong này khó ra chứ, trèo vào không ra được ấy, nguy hiểm lắm anh em ạ. Này, còn dây thép thôi, ông anh mình chơi cẩn thận quá. Úi giời ơi, mưa. Mưa to, lại mưa to rồi anh em ơi. Lại mưa to. Ơi. Bắt tổ chim mà cực phết này. Mà đi quay thôi có bắt được. Đi quay thôi anh em nhá. À, đây 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 đây, tổ đây. Thấy con mẹ bay ra anh em ạ. Nãy mình thấy con mẹ bay ra đây. Úi giời, mấy trứng này. Tổ chim này, anh em nhìn thấy tổ chim chưa? Nhảy đây khó quay đấy nhỉ. Đừng có đùa với mình, kỹ năng sinh tồn thượng thừa luôn. Kỹ năng sinh tồn thượng thừa. Quyết tâm mình quay cái tổ cho anh em xem. Không biết chốc có ra nữa nhưng mà cứ phải tính thế anh ạ. Đây, cuối cùng mình cũng đột nhập vào đây thành công anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ quay cho anh em xem một cái tổ chim. Nó chỉ cao tầm 1 mét thôi. Đây, nó nằm ngay ở cây cảnh. Thì cái vườn này nhà anh mình là trồng cây cảnh em nhé. Đó, rất nhiều cây cảnh luôn. Ở đây, mình quay cho anh em xem cái tổ này. Ui, cây của ông ơi, anh em nhìn này. Cây sung anh em nhìn này. Ghê chưa? Cho cái lượng quả này anh em biết đấy, ông ấy trồng giỏi thật đấy. Nhưng sao ông ấy tìm cây sung mà nó nhiều quả như này. Mà cây bé lắm, cây chỉ to bằng cổ tay thôi. Mà cái lượng quả nó thì anh em xem ấy, sung ấy. Kinh thật. Mình vẫn lái cái cây này. Mẹ sung đây. Ui giời, sung quá to chưa. Sung này. Kinh. Tổ chim đấy. Đây tổ chim đây anh em ơi. 3 trứng. Đẹp chưa. Sợ thật đấy. Chim là lại tìm cái chỗ địa điểm này làm tổ. Cây cảnh đẹp mà có chim xịn vào làm tổ. Chào mào anh em nhá. Thôi, đi sơ qua một cái vườn cây đã. Hôm nào đợi ông ấy về ấy, thì mình sẽ vào đây mình quay cho em xem cái vườn này như nào. Thì sẽ cụ thể chi tiết hơn, chứ thời tiết mưa đấy, quay thì không đẹp vào ban ngày được. Nói chung thì mình cũng ước ao là có một cái vườn như này để chơi lắm. Tức là có cây, có cối, thả hai con gà, một hai con chim đây chơi thì tuyệt vời đúng không? Quay lại thành một cái nhà chim lớn luôn, nuôi tất cả các loại chim đây thì thực sự là đấy là cái niềm ước mơ của mình em nhé. Hôm nay thì mình chỉ đột nhập trộm đây thôi. Tại vì không có chìa khóa anh ạ. Thôi đi vào đã anh em ạ. Phê thật sự luôn. Trước khi đi thì mình sẽ phải đổ lươn trong đây đã, chứ để trong này sợ nó kín khí, nó không được thông thoáng, nó sẽ mất anh em ạ. Đấy, cho đây nữa. Ui trời ơi, nặng lắm. Đây, cho bẻ luôn anh em nhé. Đây. Rồi. Sau đó là mình lấy cái nước ở đó là được. Thành nước là được chưa nhé. Sau đó là mình cứ để lên đây ngâm từ từ.
xong là mình cho lương vào. Đó, anh em xem cách đổ lương này. Sợ chưa? Úi giời ơi, nguyên một núi luôn anh em ạ. Sợ thật. Ấy, cái sản lượng lương thì anh em biết đấy, nhiều chứ. Nó ghê thật sự. Anh em nhìn này, phê chưa? Thật sự nó rất là phê và rất là nhiều luôn anh em nhé. Đó, toàn con lươn sai khủng luôn. Cho đây nó đỡ luồn luồn đi mất, chứ cho ra ngoài kia thì nó luồn đi đấy anh em. Nè, mình sẽ ngâm mình đá đây đã anh em ạ. Nói chung nó nhiều, nhìn cũng ghê chứ. Sợ chưa? Cho tất cả lươn này bé luôn anh em ạ. Đấy, còn những con lươn nó bị lỡ kỹ thuật thì nó bé bé tí, nó không lớn được đấy. Nó bé tí luôn. Còn những con lươn này thì sai, còn sai khủng thôi anh em ạ. Đó. Đây, con này to, vặt ngựa đây. Còn nhất anh em nhé. Nhưng mà sai cơ bản nó bằng nhau hết đấy. Đấy, trong đây còn một con cá chê lai nữa và một con dọn bé nữa. Nhờ cái con dọn bé này, đấy, trong đây không hiệu quả anh em ạ. Cháu mình phải tiêu hủy con đấy thôi. Chứ dọn bé trong đây phải dọn làm cái gì thôi. Vất con này ra. Vất giúp bùn lên đấy, trong đấy có nước mà. Đấy, một số lượng lươn nhiều chưa. Nhiều thật sự, mình vít cống này lại đã. Vít lại đã anh em nhá. Không lại bỏ em mất đấy. Nhiều lắm, bây giờ tí nữa đợi nước nó lên nữa anh em ạ. Đợi nước nó lên. Sau đó là mình ra kia mình quay em xem đã. Nói chung thì cái công việc đi quay này nó cũng giả dòi thời tiết lắm anh em ạ. Lúc nắng là lúc mưa thì lại ốm, lúc nắng to thì lại bị sốc nhiệt, cũng khổ đúng không? Không là cũng vậy thôi. Con này của mình đá trong đây nó gầy đi, tại vì mình không chăm được đấy. Đây là chốc nữa mình sẽ nghiên cứu, mình thả xuống xuống ao, quản lý nghe, kịch nó giúp lươn, ghê chưa? Nhìn sợ thật sự luôn anh em ạ. Bao nhiêu lươn là lươn, nhiều lắm, một số lượng lươn nó vô cùng khổng lồ luôn, ghê chưa anh em? Đó. Thôi cứ nuôi tạm ở đây anh em nhé. Nuôi tạm đấy là một hai hôm sau rồi tính sau. Bây giờ mình đi xử lý một số chuyện đã. Ok nhé. Nhiều lươn lắm anh em ạ. Cho đây giờ nước nó to đấy, trông nó ít đi chứ. Thực sự lại thì anh em xem nhiều vô cùng luôn. Ok anh em nhá, thằng cu em mình nó mới mua một tổ chim chích chòe và vài tổ chim khác ấy. Đây là mình đã tiện mình ra mình kiểm tra hộ cho em nó là xem bao nhiêu được và bao nhiêu cái. Đi bắt bì bì tí. Hello anh em, hiện tại thì mình đã sang nhà cu em rồi anh em nhá. Thằng cu em lại giống mình cái kiểu đợt đầu là chim gì cũng nuôi. Rất nhiều trò bông và có 5 con chích chòe. Đó anh em ạ. 5 con này thì mình đang nhìn được 2 cái. À đâu, 3 cái. Đó anh em nhìn đây. 1 này, 2 này, chích chòe anh em nhá. Chích chòe thực sự nó khá là mập, khá là to anh em ạ. Toàn rốt mới lại gì đây? Ghê chưa? Nhiều chưa? To lắm, mình sợ mấy con thú dữ lắm. Con này là 50 năm mấy cân đây? 55 cân. 55 con rốt này. Ui béc bí này mà 45 cân đấy. Ờ nào mà anh em mà có nhu cầu mà mua cho con lên hát em nhá. Còn mấy con kia, con trong chuồng này là bao nhiêu tiền? Con rốt. À con rốt à? À con cho con trong kia. À, con rách. Con rách à? Lùi này cũng lỗ đấy chứ nó ăn cũng kinh ý. Rồi con này đẻ 7 con, con này 11 con. Kinh thật. Nhưng mà nuôi bọn này nếu mà tính như thế là lỗ. Tại vì mình không nuôi nhiều được. Không lỗ. Lỗ chứ. Tại vì mỗi một con này nó ăn cho hết một chậu cơm to. Thế nhà anh ba con này anh mới nấu bỏ dễ cả chó. Chết thế. Mà còn thừa cái đố thì 50 mấy cân. Nó ăn đủ lượng ra lận không? Ok anh em, có lẽ là cũng muộn nên là mình sẽ kết thúc video đây anh em ạ. Nếu các bạn cảm thấy video hay nhớ bấm lên cái kênh ủng hộ cho Cáo Ca nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cáo chào cả nhà, bye bye, chào nhau, bye bye anh em.